Chào tất cả các bạn, sau đây Tuyển sinh 247 sẽ hướng dẫn các bạn các bước vào làm một bài thi online toán học. Đầu tiên, các bạn vào trang tuyển sinh247.com. Sau đó đăng nhập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, các bạn cần đăng ký một tài khoản mới trên tuyển sinh247. Để làm bài thi online toán học, các bạn tìm đến toán học, chọn vào mục thi online. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị lên tất cả các đề thi theo từng chuyên đề. Các bạn chọn một chuyên đề. Chọn vào đề thi có chữ đang thi, tức là đang phát hành trong ngày. Cũng giống như các môn trắc nghiệm, lý, hóa, sinh, anh, thì dưới mỗi câu hỏi của đề đều có các đáp án A, B, C, D cho các bạn lựa chọn. Điểm khác biệt là sau khi chọn đáp án đúng, các bạn có thể viết lời giải chi tiết gửi về hệ thống bằng một trong hai cách. Cách thứ nhất là viết lời giải. Trong ô này, các bạn có thể gõ văn bản. Và viết công thức ở mục Fx. Ví dụ, viết công thức 1/2 thì các bạn chọn vào Fx. Sau đó tìm đến biểu tượng có phân số ở trên công thức và gõ 1/2. Sau đó chọn copy văn bản. Tuy nhiên, để thuận tiện hơn, chúng ta có thể sử dụng cách thứ hai, đó là up ảnh lời giải. Các bạn trình bày bài làm của mình ra giấy, rồi sau đó chụp lại. Chọn vào ô up ảnh lời giải, kích chuột vào dấu cộng. Đến đây, các bạn hãy chọn ảnh vừa được chụp lại trong folder của mình. Đối với những câu có nhiều ảnh thì cũng cần up lần lượt tất cả các ảnh của câu đó. Các câu còn lại, các bạn cũng làm tương tự. Sau khi hoàn thành bài thi của mình, các bạn kích chuột vào ô nộp bài thi. Sau khi đóng đề thi, các bạn có thể xem luôn được đáp án và video lời giải chi tiết của thầy. Và hệ thống sẽ thông báo thời gian chấm nhận xét và trả bài của thầy cô. Đối với đề này chính là 14 giờ ngày 12 tháng 9. Hãy thử trải nghiệm ngay hình thức thi online toán học mới nhất này. Chúc các bạn học tập thật tốt. Xin chào các bạn.